Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admin Kha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành trả lời rất là nhiều câu hỏi các bạn ạ. Nhưng mà mình sẽ không có đưa lên đây, chủ yếu là cùng có một nội dung thôi. Tại vì là sắp tới là iPhone 15 sẽ được ra mắt rồi. Điện thoại hay khai trương cơ sở thứ tư tại 258 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Anh em nhanh chân để có được rất nhiều quà nhá. Nên có rất nhiều bạn hỏi rằng là có nên mua những cái chiếc iPhone đời cũ ở thời điểm hiện tại hay không. Thì nó sẽ bao gồm các cái đời, ví dụ như có những cái đời iPhone cũ rất là sâu như là XS Max rồi là 11 cái thứ này kia thì nó rất là sâu rồi. Còn có những cái đời mà kiểu nó cặn cặn nó mới như là 12, 13, 14 ấy thì nó cũng sẽ có những cái kiểu trả lời và nó cũng có những cái hướng, cái cách khác nhau. Nói chung cứ tóm lại là mình sẽ trả lời cho tất cả các dòng iPhone luôn, là xem có đáng mua hay không khi mà iPhone 15 nó sắp ra mắt như thế này. Đầu tiên, đối với lại những cái dòng đời iPhone đời cũ, đời sâu rồi ấy, tầm XS, XR hoặc là iPhone 11, 11 Pro Max cái thứ này kia, thì gần như cái biên độ giá dao động của nó khi mà iPhone mới ra mắt nó không còn quá nhiều. Tức là kể cả iPhone 15 có ra mắt đi chăng nữa thì nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cái dòng này, cùng lắm là nó giảm được vài trăm nghìn. Đấy, cho nên là thành ra đây sẽ là một cái điểm mà chúng ta không cần phải lo đến. Và những bạn nào mà đã đang có nhu cầu mua vừa mới mắc điện thoại, hoặc là thật sự là đang rất là muốn lên những cái đời điện thoại mới từ đời iPhone 11 trở về trước, thì có thể là lựa chọn bất cứ vào cái thời điểm nào. Với những cái đời như là từ iPhone XR, iPhone XS trở lên đấy, thì nó đều vẫn có thể là cập nhật được phiên bản iOS 17. Đấy, thì các bạn vẫn có thể là mua những cái đời này, nó sẽ hợp lý hơn. Còn nếu như mà mua những cái đời sâu quá như là iPhone 8 Plus rồi là iPhone X cái thứ này kia thì thôi, nên lựa chọn một cái chiếc máy Android thì nó sẽ cho ra một cái trải nghiệm tốt hơn nhiều từ pin, công nghệ sạc cái thứ này kia. Thì bạn nào đang có nhu cầu mua thì có thể là ghé sang Điện Thoại Hay để mà mua những cái chiếc máy Android sát tay mới như là Redmi Note 12 Pro chẳng hạn, đã có ROM quốc tế rồi, dùng cực kỳ yên tâm, không khác gì một cái chiếc máy quốc tế, không bị trễ thông báo, không bị lỗi định vị. Đấy, thì nói chung là nó cũng hơi hướng quảng cáo một tí nhưng mà nó cũng liên quan về các dòng đời iPhone cũ như thế các bạn nhé. Còn đối với lại những đời iPhone mới như là từ đời iPhone SE 2020, iPhone 12 các kiểu trở lên, thì ở thời điểm hiện tại đây vẫn là những cái chiếc máy vẫn còn được bán theo dạng là hàng mới chưa qua sử dụng. Thì sau khi iPhone 15 ra mắt nó sẽ bị khai tử, và đây cũng là lần cuối cùng nó được giảm giá theo kiểu là dạng hàng mới các bạn nhé. Mà cái biên độ giảm giá của hàng mới thì các bạn biết rồi đấy, nó rất là nhiều. Nên là nếu như các bạn không cần gấp thì có thể là đợi iPhone 15 ra mắt để nó giảm giá thêm một lần nữa rồi mua. Vì nó phải giảm giá để tạo ra một khoảng cách so với lại iPhone 13, từ đó thì xả hàng tồn chưa qua sử dụng nó sẽ dễ hơn. Nên đây cũng là một thời cơ dành cho những bạn nào đang quan tâm về các dòng iPhone này. Còn iPhone 13 và iPhone 14 ấy, thì mình khuyên là nên cố đợi iPhone 15 ra mắt. Nếu như các bạn đã thích hai sản phẩm này, hai chiếc máy này thì nên cố đợi, vì chắc chắn rằng là nó sẽ được giảm khoảng 100 đô, tương đương với khoảng 2,5 triệu đồng. Đây là một khoản giảm rất là lớn các bạn nhé. Với iPhone 12 và iPhone SE 2020 ấy, thì chúng ta mặc dù là biết nó giảm nhưng mà không biết nó giảm bao nhiêu, vì Apple chỉ có tuyên bố là khai tử thôi. Còn đối với là iPhone 13, 14 thì chúng ta biết chắc chắn nó sẽ được giảm sau khi mà iPhone 15 ra mắt. Đấy, thì bây giờ làm gì để mà cho ra 2 triệu rưỡi đúng không nào? Nếu như bây giờ nói chứ đâu phải những người mua iPhone là những người có tiền đó. Nhưng mình đây nói gì thì nói, bỏ ra tầm khoảng 20 triệu hoặc 15 đến 20 triệu mua cái chiếc iPhone thì cũng sót chứ, đâu phải đơn giản đâu. Đấy không phải là một số tiền nhỏ tí nào cả, mà giờ đây thì đâu phải cứ người giàu thì mới mua iPhone, kể cả là các bạn thế là mua qua trả góp các bạn thích quá, đặc biệt là những bạn đi làm, những bạn mà mong muốn cũng khẳng định được bản thân mình sớm thì thích những cái thứ mà nó mang vẻ bên ngoài như là iPhone 13, 14, những cái dòng máy iPhone đời cao, thì phải gọi là càng tiết kiệm thì càng tốt. Với những người mà đang có cái nhu cầu là mua những cái đời iPhone cũ, iPhone đời sâu rồi ấy, thì chắc chắn là nó chỉ còn máy cũ không còn máy mới, thì có thể là mua luôn ngay bây giờ, tại vì cái biên độ giá dao động khi mà iPhone 15 ra mắt nó sẽ gần như là rất thấp, gần như là không có luôn ấy, cùng lắm là vài trăm nghìn thì nó không đáng kể để mà chúng ta phải chờ đợi tầm 3 tuần đến 1 tháng như thế. Đã có nhu cầu thì có thể là chốt được luôn. Đấy. Rồi, kèm với đó là với những đời iPhone mà nó gọi là cận mới, như là từ đời iPhone SE 2020 hoặc là đời iPhone 12 trở lên, thì đối với là cái dòng iPhone SE 2020 và iPhone 12 thì cũng có thể chốt luôn được, vì mình nghĩ rằng là kể cả nó có ra mắt đi chăng nữa thì mức giá của nó cũng sẽ không dao động quá nhiều đâu. Còn đối với lại dòng iPhone 13 ấy, thì cố gắng là đợi sau khi iPhone 15 ra mắt nó sẽ có một mức giá tốt hơn, kể cả là iPhone 14 cũng thế. Nhưng iPhone 14 thì nó hơi có một điểm lỡ cỡ, đó chính là gì? Trên cái dòng iPhone 15 này nó có những cái thông số nó rất là đáng giá, nó không giống như là cái đời giữa 13 và 14 ngày xưa không có sự khác biệt quá nhiều. Đấy, ngày xưa không có sự khác biệt quá nhiều nhưng mà giá nó lại trên tầm khoảng 3-4 triệu như thế,
thì rõ ràng là iPhone 13 nó vẫn đáng mua hơn rồi. Nhưng năm nay iPhone 15 với những cái thông tin mà chúng ta nhận được rò rỉ, bao gồm là có Dynamic Island, bao gồm có cổng Type-C, bao gồm có dung lượng pin lớn hơn, thì cân nhắc thật kỹ chứ. Tại vì là kể cả là mặc dù là iPhone 15 khi nó ra mắt nó sẽ trên tầm 3-4 triệu, 4-5 triệu như thế so với iPhone 14, nhưng theo như mình thấy, cái góc nhìn của mình là iPhone 15 nó sẽ đáng mua hơn iPhone 14 rất nhiều. Và nó sẽ chạy con chip A16 hoặc là A17 Bionic. Nó về mặt hiệu năng nó sẽ tạo ra một cái khoảng cách trên lệch từ 1 đến 2 đời so với iPhone 14. Còn đối với iPhone 14 thì tại vì nó đã thụt lùi, nó đã giữ nguyên một đời tương tự như iPhone 13 rồi. Nhưng còn đối với iPhone 15, hiệu suất của nó có thể chênh lệch từ 1 đến 2 đời như thế. Thì bạn thấy không, nếu như nó trang bị con A17 Bionic thì sao? Thì mức giá trên như thế hoàn toàn rất là hợp lý, rất đáng cân nhắc mua để mà dùng lâu dài luôn. Mà con iPhone 15 là riêng về cái cổng Type-C, riêng về pin lớn, rồi riêng về hiệu suất chip như thế, riêng về cái Dynamic Island như thế, thì nó quá là xứng đáng rồi. Đấy, cái khoản trên này khoản trên rất là hợp lý so với lại khoản trên giữa iPhone 13 và iPhone 14 ngày xưa, đúng không nào? Nên là thôi, nếu như đang có tầm tiền của iPhone 14 thì nên chờ đợi iPhone 15 ra mắt để xem là nó có thật sự đáng mua hay không. Đối với lại iPhone 13 ấy, thì đợi iPhone 15 ra mắt để mức giá nó giảm nó tốt hơn. Còn đối với lại iPhone 14 thì nên cố gắng đợi iPhone 15 ra để xem là iPhone 15 nó có đáng mua hay không các bạn nhé. Còn đối với lại cái dòng iPhone 14 Pro Series bao gồm 14 Pro và 14 Pro Max ấy, thì cũng nên đợi iPhone 15 Pro Series nó ra luôn để xem là có đáng mua hay không. Tại vì lên cái tầm tiền đó, lên cái tỷ lệ mà tầm khoảng 25-30 triệu đó ấy, thì những cái khoản chênh lệch nó không còn quá nhiều nữa. Thật sự là đối với cá nhân mình thấy là những cái thông tin rò rỉ của iPhone 15 Series năm nay ấy, kể cả là 4 mẫu luôn, tất cả 4 mẫu các bạn nha, thì nó đều có những cái thông số rất ấn tượng, đặc biệt thậm chí là về phần pin này. Đấy, là một cái sự nâng cấp rất lớn so với lại cái dòng iPhone 14 trước đó. Nên là cố gắng đã phân vân về cái dòng iPhone 14 thì đợi thêm một tí nữa để mà xem iPhone 15 nó có thật sự đáng mua hay không, thì sau đó hãy chốt các bạn nhé. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Còn bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video. Xin chào và hẹn gặp lại.